Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị dừng bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, sân vận động huyện Thanh Trì, sân vận động huyện Hoài Đức và một số vị trí khác tại huyện Gia Lâm làm điểm trung chuyển nông sản hàng hóa thiết yếu. Ngoài ra, Sở còn đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thành phố sử dụng trung tâm xúc tiến thương mại của Bộ tại quận Cầu Giấy làm nơi tập kết trung chuyển hàng từ các tỉnh, giảm tải cho chợ đầu mối. Sở Giao thông Vận tải được đề nghị hỗ trợ giải quyết nhanh nhất việc xác nhận cho các xe chuyên chở hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu.